Thời gian qua, diễn biến thời tiết trên vùng biển Tây Nam hết sức phức tạp. Tuy nhiên, các đối tượng buôn lậu xăng dầu đã triệt để lợi dụng hình thái thời tiết phức tạp này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp. Và để kịp thời đấu tranh trấn áp loại tội phạm này, các tổ tuần tra kiểm soát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã tăng cường thực thi pháp luật, kịp thời phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý nhiều vụ việc. Tới rồi, 5-6 phút hậu, dừng lại để chúng tôi kiểm tra. Đề nghị các hạ, hợp tác để chúng tôi thực hiện nhiệm vụ. Trong khi tuần tra kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 phát hiện hai tàu cá của tỉnh Kiên Giang có biểu hiện nghi vấn nên đã tiếp cận tiến hành kiểm tra. Thuyền trưởng tàu cá KG94522TS khai nhận đang chở 5.000 lít dầu mua bán bất hợp pháp trên biển, không có hóa đơn, chứng từ. Tính cả vụ việc này, từ đầu năm đến nay, Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phát hiện xử lý vi phạm hành chính 72 vụ với 78 phương tiện. Thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật, cứu hộ cứu nạn, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và quyền tài phán trên các vùng biển đảo của Tổ quốc Việt Nam. Vùng biển Tây Nam là khu vực các đối tượng vi phạm, tội phạm buôn lậu xăng dầu gia tăng hoạt động, nhất là ở các khu vực biển giáp danh với nước ngoài. Khi bị lực lượng thực thi pháp luật truy đuổi, tàu nghi vấn thường cố tình chạy ra các vùng biển xa, gây khó khăn cho công tác xử lý. Những hầm cá được chủ tàu cá hoán đổi để chứa xăng dầu không rõ nguồn gốc. Các đối tượng cũng lợi dụng đêm tối hỏng qua mặt lực lượng chức năng. Để nâng cao năng lực trinh sát cũng như khả năng phân tích tổng hợp đánh giá đúng cái tình hình ở trên biển cũng trên bộ để làm tham mưu cho trên và đề xuất các cái giải pháp để xử lý đúng trúng và hoàn thành cái nhiệm vụ cũng như kiên quyết đấu tranh chống các cái tội phạm vi phạm pháp luật trên biển. Trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu xăng dầu trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bộ đội biên phòng, công an, hải quan, kiểm ngư. Qua công tác trao đổi thông tin giúp nâng cao hiệu quả đấu tranh các chuyên án, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra trên biển. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục nâng cao năng lực trinh sát, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên vùng biển trọng điểm này.